Chương trình An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh rất vui vì được đồng hành cùng quý khán giả trong buổi chiều thứ Bảy cuối tuần. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 16 giờ 50 phút thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng trên kênh TTV11 và phát lại trên kênh YouTube, website của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán. Vì sự bình yên trên những cung đường nơi biên giới. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị khán giả, từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai lễ ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với mục tiêu phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, lễ Noel 2022, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Đợt cao điểm được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an, kế hoạch Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Tây Ninh, dự kiến kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Theo đó, Phòng Cảnh sát Giao thông thực hiện kế hoạch cao điểm, huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tăng cường công tác tuần tra xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung xử lý mạnh, quyết liệt các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới thành thùng xe. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cơi nới, cải tạo phương tiện, phòng ngừa các hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân. Kính thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Tây Ninh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát trên những cung đường, qua đó tăng cường đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo giữ gìn những cung đường bình yên. Khi nào đường phố bình yên, những người tham gia giao thông an toàn, khi đó những người làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện Tân Biên mới thấy hoàn thành nhiệm vụ. Đó là những chia sẻ của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Biên. Với mục tiêu đó, công an huyện Tân Biên chú trọng triển khai nhiều giải pháp, nỗ lực vượt khó khăn, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Huyện Tân Biên là huyện biên giới có các tuyến giao thông kết nối với cửa khẩu quốc tế Sa Mát Tân Nam và cửa khẩu chính Cạn Riệt. Hoạt động mua bán, vận tải hàng hóa qua lại bằng đường bộ, các bến bãi nằm ở cửa khẩu. Nên công tác tuần tra kiểm soát giao thông tập trung vào các tuyến có lưu lượng xe lưu thông nhiều, kết nối với các cửa khẩu và các trục đường chính trên địa bàn huyện. Đội cảnh sát giao thông trật tự tăng cường thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật 905 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước số tiền trên 1 tỷ đồng. Lỗi vi phạm là đi không có mang giấy tờ xe theo, với lại xe không có gương chiếu hậu. Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở là khi đi nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ xe và phải trang bị kính chiếu hậu cho xe đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho mọi người. Địa bàn biên giới dài 93 km, các tuyến đường phụ trách với 149 km, kết nối với cửa khẩu và trung tâm huyện. Việc bố trí lực lượng thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn nhất định. Đặc biệt là các tuyến biên giới ở xa trung tâm huyện. Nhân dân, dân tộc thiểu số ở các vùng biên giới vẫn còn hạn chế kiến thức về các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Do đó, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất an toàn giao thông trên địa bàn, thì ngay từ đầu năm, đội đã xây dựng các kế hoạch để mạnh tuyên truyền về pháp luật giao thông đường bộ cho mọi tầng lớp nhân dân,
lắp mới các bảng hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường, đồng thời là trực tiếp đến các trường cấp 2, cấp 3 để tuyên truyền cho học sinh. Thì bên cạnh đó thì tổ chức tuyên truyền trực tiếp và cho làm cam kết đối với là 126 trường hợp là chủ phương tiện, tài xế, xe vận tải và các đại diện doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn về chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, là không chở hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe. Vô trong công ty nó có bàn cân á, mình chất hàng xong mình ra cân hạo, nếu mà quá tải thì mình vô xuống, còn đủ chừng nào đủ thôi. Thì cũng tiên tiền thì chấp hành lực vậy thôi, đi đủ tải, độ an toàn cao, đi thoải mái ngoài đường, không sao rủi ro, đỡ cái tai nạn rủi ro. Ngay từ đầu năm, đội cảnh sát giao thông trật tự đã tham mưu ban lãnh đạo đơn vị xây dựng các kế hoạch tuần tra kiểm soát chuyên đề như nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, cơi nới thành thùng xe, quá tải. Trong đó tập trung những hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. 10 tháng năm 2022, đội thực hiện trên 1.500 ca tuần tra kiểm soát với trên 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, lập biên bản trên 1.100 trường hợp vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm nồng độ cồn 122 trường hợp, 28 trường hợp xe quá tải, lập biên bản 113 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện chạy xe tốc độ cao, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Những tháng cuối năm 2022, đặc biệt thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, làm ăn, buôn bán, thăm thân của nhân dân tăng cao. Tại các tuyến đường ra vào địa bàn huyện Tân Biên cũng gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ nay đến cuối năm thì có dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023. Thì dịp này người tham gia giao thông sẽ tăng cao, vì thế đội cảnh sát giao thông trật tự thì luôn thực hiện đồng bộ các biện pháp thường xuyên tuần tra kiểm soát và tiếp tục chủ động xây dựng các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, tập trung xử lý những lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn giao thông, đặc biệt sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Với những giải pháp hành động cụ thể, số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ, làm chết 1 người, bị thương 5 người, làm hư hỏng 6 xe. So sánh với cùng kỳ năm 2021, giảm 5 vụ, giảm 4 người chết và giảm 1 người bị thương. Qua đó, góp phần quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, giữ bình yên trên những cung đường. Kính thưa quý khán giả, phát huy những kết quả đã đạt được với tinh thần nỗ lực vì những cung đường an toàn, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Tân Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trật tự an toàn giao thông qua nhiều hình thức, trong đó đặc biệt quan tâm tuyên truyền qua các hệ thống thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và theo các chuyên đề cụ thể. Đặc biệt đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường bộ trong tỉnh. Qua đó vừa góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông, vừa đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân. Thời lượng của chương trình An toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Tuyết Vân xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau.